Xin chào các bác, hôm nay em giới thiệu cho các bác mô hình nuôi chim chích ở ngoài trời của một ông chủ đầu tư. Thì các bác nhìn thấy trước mặt là cái ô chim chích của chủ đầu tư đang đầu tư ở trên cái mảnh đất này, có chiều rộng là 15 mét, sâu 50 mét. Phải nói là cái tư duy của họ rất là đặc biệt các bác ạ. Đây là cái lô đất mà chủ đầu tư mua, là đất này là đất trồng cây hàng năm các bác. Đấy, trồng lạc, trồng ngô ấy. Đấy, không được dựng nhà nhưng mà ông chủ đầu tư nó mua mua chỗ này có hơn 100 triệu. Thì ông bảo mua cái lô đất này, ông ấy mua cái chim của em về thì có mục đích ông chăn thả. Thả mục đích là ông ấy dựng cái nhà đang cho thức ăn kìa kìa các bác ạ. Đấy, nuôi chim của em thì một thời gian thì chim này ông ấy dùng để tiếp khách. Đấy, tiếp khách một thời gian thì chả biết là ông ấy như thế nào, nhưng mà ông bảo là cứ nuôi đi. Mục đích của ông là sau này là cái nhà mà để cái nhà kho mà đựng thức ăn kia kìa. Đây cái nhà này này. Đấy, cái nhà này sau một thời gian ông bảo ông bán hết đàn chim này rồi. Sau đó là ông ấy bắt đầu xây xây gạch xung quanh lên các bác ạ. Đó, ông biết các bác cũng biết làm gì không? Vì là đất nông nghiệp mà, đất nông nghiệp không được làm nhà, chỉ có cách này thôi các bác ạ. Cách này là cách rất là hợp lý để mà dựng nhà trên đất. Mà các bác biết là cái quy định mới ấy, có nhà trên đất ấy, là sẽ được làm sổ nha, chuyển thành đất đất đất, đất ở nha các bác nha. Đấy, em nghe mang máng như thế. Đấy, vì ông ấy làm này, sau này ông ấy bắt đầu mưa gió, ông bắt đầu xây gạch xung quanh cái nhà này, thế là thành cái nhà khép kín các bác ạ. Thấy không, các bác thấy không, đúng là cái tư duy của ông chủ đầu tư nó khác. Mình làm cái trang trại thuần túy mình không nghĩ đến cái bước này luôn các bác ạ. Phải nói là tư duy của họ rất là đặc biệt luôn. Đấy, chỗ này thì có gần 100 con đấy các bác ạ. 100 con có đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà mục đích của họ là xây cái nhà đó các bác ạ. Tí nữa ông ấy cải tạo này cải tạo nọ, chả mấy mà thành một cái nhà to đùng ở ngay đây các bác. Mà cải tạo nhà, cải tạo đất xong lại được làm sổ các bác ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đó, đúng là cái tư duy của những người có tiền nó khác các bác. Các bác nào thấy cái mô hình nào hay thì các bác chia sẻ thêm nhé. Đấy, các bác cũng có thể học hỏi từ cái mô hình này. Tiền đầu tư nuôi chim chẳng bao nhiêu nhưng mà tiền làm chuyển đổi đất này là chắc chắn là sẽ tăng giá rất là nhiều luôn. Đấy.